Hôm nay có một Phật tử mà thầy tạm thời không có nói tên, và cũng có cô ở đây. Và các vị biết rằng cô này với một anh chàng này thời còn trẻ 20 mấy năm về trước, cũng gần 30 hai mấy năm. Và các vị biết rằng hai người cũng thương nhau, cổ cũng thương ảnh, thương nhau. Cuối cùng thì hình như là gia đình cổ không có đồng ý, và anh này thì anh cũng có cuộc sống riêng, rồi cô này cổ cũng có chồng có con, cũng có một cái cuộc sống riêng tư. Và các chị biết rằng mấy mươi năm chưa từng liên lạc, thỉnh thoảng gặp ở ngoài chợ, ngoài đường vậy thôi. Ấy vậy mà khi anh mất rồi, và các chị biết rằng cái người mất này là các vị có đi đám ma đám ở cái anh chàng này nữa, nhưng mà cái anh này thì cũng có vợ, sau này cũng có vợ có con, rồi cũng không xong. Rồi trước của mình mất thì cũng có quen với cô này là theo đạo Công giáo. Và những cái ngày mà ảnh sắp mất thì theo thầy biết được là tại thầy vô nhà thương á, thì thấy cái cô này cận kề bên ảnh 24/24. Và cô này cũng là sống với ảnh trong cái nghe gia đình kể thì cũng là 7-8 năm sống chung với nhau, nhưng mà không có cưới hỏi. Và cô này thì đạo Công giáo thì các chị biết rằng họ 7-7-49 ngày thì họ tới một chút vậy thôi, chứ họ không có tụng kinh mà cầu nguyện giống như mình đâu. Và các chị biết rằng khi một cái thần thức mà trong cái cuộc sống mà họ chưa có giải tỏa được, họ chưa nghe được, tức là cái anh chàng mất này với một cái cô mà nãy thầy mới vừa nói, nhiều khi họ có duyên nhưng mà không có nợ, họ không sống chung với nhau được, nhưng mà trong lòng họ cũng còn thương, cũng gần đến kia. Và các chị biết rằng đây là một cái câu chuyện thật để mà chúng ta thấy được, để mà chúng ta rút kinh nghiệm cho cái cuộc sống của chúng ta. Ấy vậy mà bữa nọ cô này cổ đang ở nhà tiệc tùng bạc ti rồi này nọ tùng lưng tà la hết trơn, thì có một cái anh này tới tham dự trong một cái buổi bạc ti ở nhà. Và cái anh chàng này thì cũng không phải là thầy bói, thầy bùa, thầy ngải gì hết, cũng là người bạn bình thường của gia đình vậy thôi. Ấy vậy mà anh này vừa vô nhà, chứ là cái anh chàng mà chết ở chùa nhập vô cái anh này, bắt đầu khóc lóc rồi này nọ, mới cầu xin cái cô này. Và cô này ta có chồng có con đàng hoàng, tại mấy chục năm rồi đâu còn liên lạc gì đâu, ta có cuộc sống đó. Bắt đầu mới kể tên rồi ra ảnh bị chết rồi này nọ, rồi nhờ người vợ tới, nhờ cái cô này tới chùa để gặp thầy siêu độ, và dẫn đường cổ tới đây. Và nhìn lên mà bằng dông, mà các chị biết nó đầy giấy, mà nhiều khi người ta có người ta thở đây mà lâu lâu đây chùa lần ta đứng cả buổi trời ta tìm không ra, mà cổ vô cũng nhìn cái thấy liền hình ảnh liền. Các chị biết rằng, và những cái lần mà thầy cầu nguyện như vậy thì cổ thấy cổ nhẹ nhàng và thấy rất là happy và có được cái kết quả. Cho nên khi các chị biết rằng cái ái nó tột á, mà khi mà người ta ra đi á là nó luôn gửi cái ái vào. Và cái ái đó mà nếu mà cái người mà biết tu á thì họ tụng kinh hình niệm Phật họ chuyển hóa được. Còn nếu mà cái người mà ở ngoài đời họ khóc lóc, họ buồn khổ, hay là họ làm những cái việc này việc nọ, thì thưa các vị rằng nó càng ngày cái người thân nó càng khổ.